Chương 43 Azukhruf Az Đồ trang trí bằng vàng Nhân danh Allah đấng đồ lượng, đấng khoan dung Ha Mim Thề bởi Kinh Quran Quang Minh Quả thật ta Allah đã làm cho nó Quran thành một quyển kinh để sướng đọc bằng tiếng Ả Rập Mong rằng các ngươi có thể hiểu Quả thật Quran này nguyên nằm trong tập Kinh mẹ Lâu Al-Mahfuz <laughs> Quả thật, Quran này nguyên nằm trong tập kinh mẹ Lahu al-Mahfuz ở nơi ta, rất cao thâm, quyên bác. Lẽ nào ta phải lấy lại lời nhắc nhở khỏi các ngươi bởi vì các ngươi là đám người tội lỗi quá độ. Ta không làm thế vì lòng nhân từ của ta dành cho các ngươi đòi hỏi điều ngược lại. Ta đã cử phái biết bao Nabi cho những cộng đồng thời trước. Tuy nhiên, không một Nabi nào đến với họ mà lại không bị họ nhạo bán, dễu cợt. Vì vậy, ta đã tiêu diệt những kẻ mạnh nhất trong bọn họ, và hình ảnh của người xưa đã đi vào dĩ dãn. Nếu ngươi thiên sứ Muhammad hỏi những kẻ thờ đa thần, ai đã tạo ra các tầng trời về trái đất, thì chắc chắn chúng sẽ nói đấng toàn năng, đấng toàn tri đã tạo ra. Allah là đấng đã làm trái đất như một chiếc giường ngủ cho các ngươi và đã làm ra trên nó những con đường cho các ngươi để đưa các ngươi đi đến điểm cần đến. Ngài là đấng đã ban nước mưa từ trên trời xuống theo định lượng. Ta Allah dùng nước mưa làm sống lại mảnh đất đã chết, tức khô cằn nứt nẻ. Rồi đây các ngươi sẽ được dựng sống lại giống như thế. Ngài là đấng đã tạo tất cả mọi vật thành từng cặp được cái trống mái âm dương và ngài là đấng đã tạo cho các ngươi những con tàu và các loại gia súc để các ngươi cưỡi và chuyên chở đồ đạc những con tàu các loại gia súc ngài tạo chúng cho các ngươi để các ngươi có thể ngồi vững trên lưng của chúng và sau đó các ngươi nhớ đến hồng phúc của thượng đế của các ngươi và nói quan vinh thay đấng đã chế ngự phương tiện này cho bầy tôi bởi quả thật bầy tôi không đủ khả năng chế ngự nó. Và bầy tôi chắc chắn sẽ trở về trình diện Thượng Đế của bầy tôi. Những kẻ đa thần đã gán một số trong đám bề tôi của Ngài có phần chia sẻ với Ngài khi họ nói các thiên thần là những đứa con gái của Ngài. Quả thật, con người rõ ràng là kẻ vô ơn. Này những kẻ đa thần, Lẽ nào Allah chọn lấy những vật mà Ngài đã tạo ra làm những đứa con gái của Ngài và ưu ái đặc biệt cho các ngươi, những đứa con trai? Khi ai đó trong bọn chúng nhận được tin mừng về sự ra đời một đứa con gái mà chúng đã thường gán cho đấng Ar-Rahman thì gương mặt của y tối sầm lại, lòng của y ngập tràn sự đau thương. Lẽ nào một người phụ nữ được nuôi dưỡng trong các món trang sức và ăn nói không rành mạch lại là kẻ phò tá cho Allah Chúng đã quy cho các thiên thần Những bề tôi của Đấng Ar-Rahman là nữ giới Lẽ nào chúng đã tận mắt chứng kiến việc Ngài đã tạo hóa các thiên thần Sự xác nhận của chúng sẽ được ghi lại và chúng sẽ bị tra hỏi Chúng nói nếu Đấng Ar-Rahman đã muốn thì bọn ta đã không tôn thờ họ rồi Chúng chẳng có một chút kiến thức nào về điều đó cả chúng chỉ đoán chừng mà thôi. Hoặc lẽ nào ta đã ban cho chúng một kinh sách trước của A này, cho phép chúng thờ phượng ngoài ta, nên chúng cứ bám chắc theo nó. Không, chúng thường bảo, bọn ta thấy cha ông của bọn ta theo một tôn giáo nào đó, nên bọn ta đi theo dấu chân của họ. Tương tự như thế, không một vị cảnh báo nào trước ngươi được ta cử phái đến cho một thị trấn, mà những kẻ giàu có của thị trấn đó lại không nói, bọn ta thấy cha ông của bọn ta theo một tôn giáo nào đó nên bọn ta đi theo dấu chân của họ. Vị cảnh báo của chúng đã nói với chúng, lẽ nào ngay cả việc ta mang đến cho các ngươi một nguồn hướng dẫn tốt hơn cái mà các ngươi thấy cha mẹ của các ngươi đang theo ư? chúng đáp bọn ta không tin nơi điều mà các ngươi mang đến vì vậy ta Allah đã trừng phạt chúng ngươi thiên sứ Muhammad hãy xem kết cuộc của những kẻ phủ nhận các dị cảnh báo đã xảy ra như thế nào ngươi hãy nhớ lại hỡi thiên sứ Muhammad khi Ibrahim nói với cha và người dân của mình tôi không can hệ với những thần linh mà các người đang tôn thờ tôi chỉ tôn thờ đấng đã tạo ra tôi bởi quả thật ngài sẽ hướng dẫn tôi ibrahim đã làm cho nó lời tauhít chỉ có allah là thượng đế thành một lời trường cửu cho hậu thế mong rằng họ biết quay trở lại với ngài không ngay cả khi những kẻ đa thần bắt đầu tôn thờ những thần linh khác ngoài ta ta đã không tiêu diệt chúng Ta đã để cho chúng và cha ông của chúng tận hưởng cuộc sống trần gian cho đến khi chân lý Quran và một sứ giả minh bạch đến với chúng. Tuy nhiên, khi chân lý đến với chúng thì chúng lại nói, đây là trò ma thuật, bọn ta không tin nơi nó. Và chúng nói, sao Quran này không được ban xuống cho những người giàu có chức quyền và tiếng tâm của hai thị trấn lớn như Mekka và Taif kia chứ? Lẽ nào chúng toàn quyền phân chia hồng ân của Thượng Đế của ngươi? Chính ta Allah mới toàn quyền phân bổ sinh kế của chúng giữa chúng với nhau trong đời sống trần tục này. Ta đã nâng một số người này trội hơn một số người khác về cấp bậc để cho người này bắt người kia phục dịch về hồng ân của Thượng Đế của ngươi tốt hơn của cải mà chúng tích lũy. Nếu không vì cản nhân loại trở thành một cộng đồng duy nhất về sự vô đức tin, thì ta đã làm cho những kẻ phủ nhận đấng Ar-Rahman có được những mái nhà bằng bạc và cả cầu thang để chúng đi lên. Và những cửa nhà của chúng cũng bằng bạc và những chiếc tràng kỹ để chúng nằm nghỉ. Và những món đồ trang trí bằng vàng. Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là sự hưởng thụ tạm bỡ của đời sống trần tục này. Còn những gì của cuộc sống đời sau ở nơi thượng đế của ngươi mới là sự hưởng thụ trường tồn dành cho những người ngoan đạo. Người nào thờ ơ trước lời nhắc nhở của Đấng Ar-Rahman, ta sẽ để Satan làm bạn với y. Quả thật, những tên Satan này chắc chắn sẽ ngăn chúng khỏi con đường của Allah, tuy nhiên chúng cứ tưởng chúng đang được hướng dẫn. Cho tới khi y đến trình diện ta, khi bảo người bạn xe ton của mình. Ước gì ta với ngươi ở cách xa nhau bằng khoảng cách của hai phương đông, thật tồi tệ thay một người bạn như thế. Allah phán với những kẻ vô đức tin vào ngày phán xét. Lời trách móc chẳng giúp ích được gì cho các ngươi trong ngày hôm nay khi các ngươi đã làm điều sai quấy. Các ngươi phải cùng sang sẻ trong sự trừng phạt. Làm sao ngươi hỡi thiên sứ Muhammad có thể khiến cho người điếc nghe được hoặc có thể hướng dẫn một kẻ mù lòa, hoặc ai đó đang lạc lối rõ ràng? Dù ta Allah có đưa ngươi Muhammad đi bằng cái chết trước khi ta trừng phạt chúng, thì chắc chắn ta vẫn phải trừng phạt chúng ở đời này và cả đời sau. Hoặc dù ta cho ngươi sự trừng phạt mà ta đã hứa với chúng, thì ta thực sự thừa khả năng làm thế. Vì vậy, ngươi hãy nắm chắc những gì đã được mặc khải cho ngươi. Quả thật, ngươi đang ở trên con đường ngay thẳng, tức chính đạo. Quả thật, nó, Quran, là sự nhắc nhở dành cho ngươi và người dân của ngươi, và rồi đây các ngươi sẽ bị chất vấn về nó. Ngươi hãy hỏi những sứ giả mà ta đã cử đến trước ngươi xem ta có chỉ định những thần linh được tôn thờ ngoài đấng ở rahman không. Quả thật, ta đã cử Musa mang những phép lạ của ta đến gặp pharaon và các thủ lĩnh của hắn Musa nói với chúng ta đích thực là sứ giả của thượng đế của vũ trụ và môn loài nhưng khi Musa mang những phép lạ của ta đến gặp chúng thì chúng cười nhạo cho những phép lạ đó ta lần lượt cho chúng thấy các phép lạ cái sao lớn hơn cái trước và ta đã trừng phạt chúng mong chúng biết thức tỉnh mà quay về với chính đạo chúng bảo Musa này tên phù thủy, ngươi hãy cầu xin Thượng Đế của ngươi giúp bọn ta thoát khỏi những gì mà Ngài đã hứa với ngươi. Chắc chắn lúc đó bọn ta sẽ được hướng dẫn đúng đường. Tuy nhiên, khi ta lấy đi khỏi chúng sự trừng phạt thì chúng phá vỡ lời hứa của chúng. pha ra ông đã tuyên bố với đám dân của hắn, Này hỡi dân ta, chẳng phải quyền thống trị xứ Ai Cập này cũng như những con sông đang chảy bên dưới ta đều nằm trong tay ta đó sao? Lẽ nào các ngươi không nhìn thấy? Hoặc lẽ nào ta không trội hơn tên Musa này, một kẻ đáng khinh và ăn nói không được lưu loát? Đúng ra y phải được ban cho dòng vàng hoặc phải được thiên thần tháp tùng như thế mới hợp lý. ông đã đánh lừa người dân của hắn khiến chúng theo hắn. Quả thật chúng là một đám người bất tuân và nổi loạn. Vì vậy, khi chúng chọc giận ta, ta đã bắt phạt chúng. Ta đã nhấn chìm tất cả bọn chúng trong biển Hồng Hải, Ta đã lấy chúng làm một tiền lệ và bài học cho hậu thế. Khi con trai Isa của Maryam được đưa ra là một hình ảnh thí dụ, thì người dân của ngươi thiên sư Muhammad la ó phản đối về điều đó. Chúng bảo những thần linh của bọn ta tốt hay Isa tốt hơn. Chúng đưa vấn đề đó ra cho ngươi chỉ vì muốn tranh cãi mà thôi. Không, chúng đích thực là một đám người thích tranh cãi. Isa chỉ là một người bề tôi của ta, Ta đã ban ân cho Y khi cử phái Y làm sứ giả của Ta và lấy Y làm một tấm gương cho con cháu của Israel. Nếu muốn, Ta đã thay thế các ngươi hỡi con cháu Adam bởi các thiên thần để họ nối tiếp nhau trên trái đất. Isa thực sự là một dấu hiệu báo trước cho giờ tận thế sắp xảy ra. Vì vậy, các ngươi chớ đừng hoài nghi về điều đó mà hãy theo Ta. Đây là con đường ngay chính. Các ngươi đừng để Satan cản trở các ngươi theo con đường ngay chính. Hắn thực sự là kẻ thù công khai của các ngươi. Khi Isa đến với những bằng chứng rõ ràng, Y nói, quả thật, ta mang đến cho các ngươi điều khôn ngoan và ta đến để làm sáng tỏ một vài điểm mà các ngươi bất đồng nhau. Vì vậy, các ngươi hãy sợ Allah và dân lời ta. Thật vậy, Allah là thượng đế của ta và là thượng đế của các ngươi. Vì vậy, các người hãy thờ phượng Ngài, đây là con đường ngay chính. Tuy nhiên, các giáo phái trong số chúng đã bất đồng với nhau về sự việc của Isa. Vì vậy, thật khốn cho những kẻ làm điều sai quấy về sự trừng phạt của ngày đau đớn. Có phải chúng chỉ đang chờ đợi giờ tận thế bất ngờ xảy đến trong lúc chúng không hay biết gì chăng? Những người bạn thân tình vào ngày đó sẽ trở thành kẻ thù của nhau, ngoại trừ những người ngoan đạo, Allah sẽ phán bảo họ, hỡi bầy tôi của ta, ngày hôm nay các ngươi sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. Các ngươi là những người đã có đức tin nơi các lời mặc khải của ta và là những người Muslim quy phục ta. Các ngươi hãy vào thiên đàng cùng với vợ của các ngươi. Đĩa ăn và tách uống bằng vàng sẽ được truyền đi vòng quanh họ. Trong đó có bất cứ thứ gì linh hồn mong ước và những gì mê hoặc đôi mắt và các ngươi hỡi những người ngoan đạo sẽ ở trong đó mãi mãi. Đó là thiên đàng mà các ngươi sẽ thừa hưởng bởi những việc hành đạo mà các ngươi đã từng làm trên thế gian. Trong đó, các ngươi sẽ có nhiều loại hoa quả để ăn. Thật vậy, những tên tội lỗi sẽ ở trong sự trừng phạt của quả ngục, chúng vĩnh viễn ở lại đó. Trong đó, chúng sẽ không được giảm nhẹ hình phạt và chúng sẽ vô cùng tuyệt vọng. Ta đã không bất công với chúng mà chính chúng là những kẻ bất công với bản thân chúng. Chúng sẽ kêu la, gian sinh, hỡi vị cai quản quả ngục, hãy xin Thượng Đế của Ngài chấm dứt chúng tôi cho xong. Vị cai quản quả ngục đáp, chắc các ngươi sẽ phải vĩnh viễn ở lại đây. Quả thật, ta Allah đã mang chân lý đến cho các ngươi nhưng đa số các ngươi ghét chân lý. Lẽ nào chúng sắp đặt công việc? Không, chính ta mới là đấng sắp đặt. Hoặc lẽ nào chúng nghĩ rằng ta không nghe thấy những điều bí mật và những cuộc trò chuyện riêng tư của chúng. Không, các sứ giả của ta luôn ở cạnh chúng không ngừng ghi chép lại. Ngươi thiên sư Muhammad hãy nói với chúng, nếu đấng Ar-Rahman có một đứa con trai thì ta sẽ là người thờ phượng đầu tiên. Quang vinh và trong sạch thay thượng đế của các tầng trời và trái đất, thượng đế của chiếc ngai dương, ngài vượt hẳn những gì chúng đã quy cho ngài. Vì vậy, ngươi Muhammad hãy cứ để mặt chúng trò chuyện một cách vô ích và cứ để mặt chúng vui chơi thỏa thích cho đến khi chúng đối diện với ngày mà chúng đã được hứa. Ngài Allah là Thượng Đế duy nhất trên trời và là Thượng Đế duy nhất trên trái đất. Ngài là Đấng Chí Minh, Đấng Toàn Tri. Phúc thay đấng nắm quyền thống trị các tầng trời, trái đất và vạn vật giữa trời đất. Ngài biết rõ giờ tận thế và tất cả các ngươi sẽ được đưa trở về trình diện Ngài. Những kẻ mà chúng khấn giái ngoài Allah không có quyền can thiệp ở nơi Allah ngoại trừ những ai chứng nhận chân lý và hiểu biết rõ về nó. Nếu ngươi có hỏi chúng ai đã tạo hóa các người thì chúng chắc chắn sẽ trả lời Allah. Vậy sao chúng lại lánh xa Ngài? Allah thừa nhận lời than của thiên sứ. Lạy thượng đế của bề tôi, dân chúng của bề tôi đã không có đức tin. Vì vậy, ngươi Muhammad hãy lánh xa chúng và nói, chào bằng an. Rồi đây chúng sẽ biết hình phạt mà chúng sẽ phải đối mặt.